Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại theo dõi tin tức trên kênh YouTube Thế giới nghiêng, nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày mới nhất dành cho quý vị khán giả. Thưa quý vị, cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn và chưa thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, Reuters dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang lên kế hoạch huy động thêm quân cho một cuộc tấn công lớn nhằm lật ngược tình thế của quân đội nước này ở Ukraine. Như vậy, theo ông Zelensky, Nga đang lên kế hoạch huy động thêm tân binh ngay cả khi Moscow đang phải đối mặt với những chỉ trích gay gắt trong nội bộ liên quan đến vụ tập kích tên lửa gần đây của Ukraine, khiến hàng chục binh sĩ Nga thiệt mạng ở Madika thuộc vùng Donetsk mà Moscow đang kiểm soát. Kiev đã bày tỏ lo ngại trong nhiều tuần rằng Tổng thống Nga Putin có kế hoạch xa lệnh cho một đợt tuyển quân hàng loạt khác, đồng thời sẽ đóng cửa biên giới để ngăn việc trốn quân dịch. Trong bài phát biểu qua video hàng đêm, ông Zelensky nói, Chúng tôi không nghi ngờ gì về việc giới lãnh đạo Nga sẽ ném tất cả những gì họ còn lại và tất cả những người họ có thể tập hợp được để cố gắng lật ngược tình thế của cuộc chiến và ít nhất là trì hoãn thất bại của họ. Chúng tôi phải phá vỡ kịch bản này của Nga. Chúng tôi đang chuẩn bị cho điều này. Bất kỳ nỗ lực nào để tiến hành một cuộc tấn công mới của họ đều phải thất bại. Theo Reuters, tổng thống Nga Putin tháng trước cho biết, nước này không cần huy động thêm binh sĩ. Nhưng một nhóm tự xưng là đại diện cho những người quá phụ của binh lính Nga mới đây vừa đưa ra lời kêu gọi ông Putin ra lệnh tổng động viên hàng triệu người, cấm nam giới xuất cảnh để đảm bảo chiến thắng ở Ukraine. Lời kêu gọi đó có thể được Điện Kremlin xem xét. Nhóm quá phụ của quân nhân Nga ngày 3 tháng 1 viết trên Telegram Chúng tôi đề nghị Tổng thống, Tổng tư lệnh tối cao Vladimir Vladimirovich Putin cho phép quân đội Nga thực hiện một cuộc tổng động viên quy mô lớn đồng thời cấm nam giới trong độ tuổi nhập ngũ, rời đất nước. Chúng tôi có đầy đủ quyền về đạo đức để đưa ra yêu cầu đó. Chồng của chúng tôi đã hy sinh để bảo vệ những người đàn ông đó, nhưng ai sẽ bảo vệ chúng tôi nếu họ chạy ra nước ngoài? Một phụ nữ đại diện của nhóm quá phụ của quân nhân Nga nói với Reuters rằng, tất cả đàn ông Nga đủ tiêu chuẩn cần được huy động nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc. Bà này nói, bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ, chúng tôi thường xuyên liên lạc với chính phủ và sẽ trực tiếp gửi yêu cầu từ các quan chức cấp cao nếu cần. Bà này còn cho biết thêm rằng, nhóm quá phụ của quân nhân Nga bắt đầu hoạt động từ 2 tháng trước để hỗ trợ những người vợ của các binh sĩ Nga tử trận tại Ukraine. Kiev đã nổi giận với Ngoại trưởng Israel Eli Cohen vì cuộc điện đàm của quan chức này với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và cho rằng đây là bằng chứng cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của nước này về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Đây là động thái cho thấy chính quyền Kiev lại có thêm một mối lo sợ nữa trước sự ngoại giao của Israel mà nước này cho là đáng ngờ đối với Nga. Đại sứ Ukraine tại Israel, Yevgeny Konichak cáo buộc, Israel đã giữ im lặng khi Moscow bắn phá các mục tiêu dân sự và dân thường ở Ukraine. Cộng thêm cuộc điện đàm mới đây giữa ông Cohen và Lavrov, càng khiến Kiev cho rằng Israel đang thay đổi lập trường về cuộc chiến tại Ukraine. Hôm thứ Ba ngày 3 tháng 1, Ông Konichak nói với tờ The Times of Israel rằng, Ngoại trưởng Israel đã không nói chuyện với ông Lavrov kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Thêm vào đó, ông đại sứ này ám chỉ rằng, Kiev rất tức giận khi ông Cohen nối lại việc đối thoại với quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga. Tuy nhiên, theo Times of Israel, dù người tiền nhiệm của ông Cohen là ông Jelapid, khi còn là ngoại trưởng, đã không có bất cứ cuộc hội đàm nào với ông Lavrov nhưng vị thủ tướng Israel khi đó là Naftali Bennett vẫn giữ liên lạc với tổng thống Nga Putin trong suốt cuộc chiến. Ông Bennett thậm chí còn trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp trực tiếp tổng thống Putin kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24 tháng 2. Được biết hôm mùng 3 tháng 1, ông Lavrov đã gọi điện cho ông Cohen để chúc mừng ông này được bổ nhiệm chức vụ mới và để thảo luận về các vấn đề song phương và khu vực. Một quan chức Israel nói với The Times of Israel ngay sau cuộc trò chuyện giữa hai ngoại trưởng là Cohen và Lavrov rằng không có thay đổi nào trong chính sách của Israel với vấn đề Ukraine sau khi có suy đoán rằng chính phủ mới của Israel đang thay đổi lập trường đối với Moscow. Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa Lindsey Graham, một tiếng nói thẳng thắn của Đảng Cộng Hòa, ủng hộ việc hỗ trợ Ukraine, nằm trong số những người coi động thái của ông Cohen là dấu hiệu cho thấy chính phủ của tân thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ tránh công khai chỉ trích Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Một trung tám Mỹ đã nghỉ hưu Virginia, hiện cả Kiev và Moscow không bên nào đạt được mục tiêu kiểm soát lãnh thổ quy mô lớn, nhưng phía Nga có nhiều khả năng đạt được mục tiêu làm cạn kiệt nguồn lực của Ukraine, trong khi vẫn bảo toàn tài nguyên của mình. Nhận định này tiếp tục làm giấy thêm những hoang mang của giới lãnh đạo Kiev khi cuộc chiến bước vào tháng thứ 11. Sau những cuộc tấn công ban đầu, các lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 20% diện tích lãnh thổ của Ukraine Tiếp đó, phía Ukraine đã đẩy lùi được các lực lượng Nga và xung đột trở thành cuộc chiến tiêu hao giữa một bên là Moscow và bên kia là Kiev với sự hậu thuẫn của phương Tây. Theo nhận định của Alex Vechinin, Trung tá Mỹ đã nghỉ hưu sau 20 năm phục vụ, trong đó có 8 năm là sĩ quan thiết giáp với 4 lần tham chiến ở Iraq và Afghanistan. Trong suốt mùa hè, các lực lượng Nga đã chiếm được Liman, Lysychansk và Severodonetsk vào mùa thu Ukraine phản công và giành lại quyền kiểm soát tỉnh Kharkov và thành phố Kherson, thu hẹp quyền kiểm soát của Nga xuống còn khoảng 50% diện tích lãnh thổ mà họ đã chiếm được kể từ ngày 24 tháng 2. Hai bên cũng đã áp dụng hai chiến lược khác nhau. Nga tiến hành cuộc chiến tiêu hao hỏa lực truyền thống. Ukraine đang theo đuổi một cuộc chiến cơ động dựa vào địa hình. Cho đến nay, cả hai chiến lược trên dường như vẫn được duy trì. Ukraine đã chiếm lại những vùng lãnh thổ rộng lớn, nhưng kiệt quệ do bị tấn công trong mùa thu, họ chịu tổn thất nặng nề và cạn kiệt kho dự trữ thiết bị và đạn dược quan trọng. Mặc dù Ukraine vẫn có khả năng khắc phục những tổn thất và tổ chức những cuộc phản công mới, nhưng những cuộc phản công này ngày càng bị hạn chế. Với Ukraine, cuộc chiến của nước này bị hạn chế bởi hai yếu tố: sản xuất thiết bị và đạn dược hạn chế. Tiếp theo là sự cân nhắc về viện trợ của phương Tây. Ukraine bắt đầu cuộc xung đột với 1.800 khẩu pháo từ Liên Xô. Hiện tại, loại pháo này gần như đã hết đạn. Thay vào đó, Ukraine đang sử dụng 350 khẩu pháo của phương Tây, nhưng nhiều khẩu đã bị phá hủy hoặc hỏng hóc do sử dụng quá mức. Trong khi đó, các quốc gia phương Tây đang cạn kiệt đạn dược để viện trợ cho Kiev. Mỹ ước tính chỉ sản xuất 15.000 quả đạn pháo, 155mm một tháng. Hạn chế này đã buộc Ukraine phải tập trung sử dụng lực lượng bộ binh để giành lại lãnh thổ bằng bất cứ giá nào. Ukraine đơn giản là không thể đối đầu với Nga trong những trận đấu pháo. Trừ khi quân đội Ukraine hướng đến những cuộc đọ súng trực tiếp với quân đội Nga, nếu không sẽ có khả năng cao là họ sẽ bị pháo binh Nga tiêu diệt từ xa. Hạn chế thứ hai của Ukraine là về vấn đề viện trợ. Trong bối cảnh kho vũ khí cạn kiệt, Ukraine ngày càng phụ thuộc vào vũ khí phương Tây. Duy trì sự ủng hộ từ Liên minh phương Tây là rất quan trọng đối với Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Nếu không giành được chiến thắng liên tục, mối lo ngại về kinh tế trong nước có thể khiến các nước phương Tây ngừng viện trợ. Khi sự hỗ trợ của phương Tây suy giảm do cạn kiệt nguồn dự trữ hoặc ý chí chính trị, năng lực của Ukraine sẽ suy yếu vì thiếu nguồn cung cấp. Do đó, Ukraine không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành những cuộc tấn công, bất kể tổn thất nhân lực và vật chất. Một thách thức khác đối với Ukraine đó là vấn đề nhân lực bổ sung cho quân đội. Ukraine bắt đầu cuộc xung đột với 43 triệu công dân và 5 triệu nam giới trong độ tuổi lính nghĩa vụ. Nhưng theo Liên Hợp Quốc, hơn 14 triệu người Ukraine đã đi sơ tán và hơn 9 triệu người đang ở Crimea hoặc các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng khác. Điều này có nghĩa là dân số Ukraine giảm xuống còn khoảng 20 đến 27 triệu người. Với tỷ lệ đó, Ukraine có ít hơn 3 triệu nam giới có thể nhập ngũ. Một triệu người đã nhập ngũ và nhiều người trong số còn lại không đủ sức khỏe để phục vụ hoặc có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc gia nói tóm lại ukraine có thể sắp cạn kiệt nguồn nhân lực cho quân đội với nga quân đội nước này bị giới hạn bởi nhân lực nhưng được tăng cường bởi các kho dự trữ vũ khí và pháo binh khổng lồ với sự hỗ trợ của một tổ hợp công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ mặc dù đã có nhiều báo cáo trên các phương tiện truyền thông phương tây rằng quân đội nga đang cạn kiệt đạn pháo nhưng cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy pháo binh nga bị giảm sút trên bất kỳ mặt trận nào dựa trên những yếu tố này phía Nga đã tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao hỏa lực truyền thống. Mục tiêu là làm cạn kiệt nhân lực và thiết bị của Ukraine, trong khi bảo toàn lực lượng của chính Nga. Việc kiểm soát lãnh thổ có thể không quan trọng, miễn là bảo toàn sức chiến đấu. Tại Kiev, Kharkov và Kherson, quân đội Nga chấp nhận rút lui do điều kiện bất lợi để bảo toàn lực lượng. Để thực hiện chiến lược trên, quân đội Nga dựa vào hỏa lực, đặc biệt là pháo binh. Mỗi lữ đoàn Nga có 3 tiểu đoàn pháo binh, so với mỗi lữ đoàn phương Tây chỉ có một tiểu đoàn. Cùng với sự phối hợp tấn công của số lượng lớn máy bay không người lái UAV, pháo binh và tên lửa Nga đã khiến các lực lượng Ukraine thiệt hại nặng nề. Đó là một cuộc chiến diễn ra từ từ, khốc liệt, nhưng với tỷ lệ thương vong và có lợi cho Nga một cách đáng kể. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại.